Dạ, mình chào bà con và các bạn đến với kênh Liên Nguyễn và nhà vườn của Nhiên Lê nha. Hôm nay tiếp tục mình giao lưu pho hoa giấy Mỹ, dáng rất đẹp nha bà con. Cây co lắc da thì lên nước nước da cái màu sô cô la rất là đẹp luôn. Sau đây mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn ạ. À. Chào Nhiên. Dạ, em chào anh Liêm, chào quý cô chú anh chị đang xem clip của em. Hôm nay em tiếp tục giao lưu pho hoa giấy Mỹ của chú anh chị. Hàng này là lô mới về với cô chú anh chị. Cô chú anh chị hợp nhãn phôi nào chốt ủng hộ nhà vườn em ạ. Rồi để làm không mất thời gian vào luôn mã số 1 luôn ạ. Số 1 đo được vành là 19. Tổng cao là 59. Bộ đế của nó sổ là 36. Cái mã số 1 này em xin giao lưu là 200.000. 200.000 cho mã số 1 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 1 lên tiếp tục là mã số 2. Số 2 nó được vành là 18. Tổng cao là 51. Bộ đế của nó sổ là 33. Cái mã số 2 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho phôi hoa giấy Mỹ mã số 2 luôn ạ. Nhà vườn em là vẫn là ưu đãi mua 5 tặng 1 đó cô chú anh chị. Bao sống bao ship toàn quốc luôn. Rồi em lên tiếp tục là mã số 3. Số 3 em đo được vành là 17. Tổng cao là 58. Đế của nó sổ là 42. Cái mã số 3 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã số 3 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 3 lên tiếp tục là mã số 4. Số 4 đo được vành là 24. Tổng cao là 56. Bộ đế của nó sổ là 38. Cái mã số 4 này em xin giao lưu là 200.000 cho một cây mọc ghế nha. Nó co lắc rất là đẹp với cô chú anh chị. Số 4 200.000. Bao sống bao ship toàn quốc, mua 5 tặng 1 với cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp tục mã số 5. Số 5. Em đo được vành là 17. Tổng cao là 55. Bộ đế của nó sổ là 32. Cái mã số 5 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho phôi hoa giấy Mỹ mã số 5 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 5 lên tiếp tục mã số 6. Mã số 6 đo được vành là 15. Tổng cao là 57. Bộ đế của nó sổ là 32. Cái mã số 6 này em xin giao lưu là 140.000. 140.000 cho một phôi hoa giấy Mỹ mã số 6 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 6 lên tiếp tục mã số 7. Số 7 em đo được vành là 16. Tổng cao là 58. Bộ đế của nó sổ là 38. Cái mã số 7 này em xin vô lưu là 230.000. 230.000 trong hoa giấy Mỹ mã số 7 đúng không ạ? Bao sống bao ship toàn quốc, mua 5 tặng 1 của cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp tục là mã số 8. Số 8 nó được vành là 23. Tổng cao là 63. Bộ đế của nó sổ là 40. Cái mã số 8 này em xin giao lưu là 200.000. 200.000 cho một phôi hoa giấy Mỹ mã số 8 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 8 lên tiếp tục là mã số 9. Số 9 em đo được vành là 16. Tổng cao đó là 80. Bộ đế của nó sổ là 34. Cái mã số 9 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho mã số 9 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 9 lên tiếp tục là mã số 10. Mặt hoa của nó là màu hồng cánh sen nhĩ trắng đó cô chú anh chị. Số 10 nó được hoành là 25. Tổng cao là 52. Bộ đế của nó sổ là 32. Cái mã số 10 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho mã số 10 luôn ạ. Rồi em xuống mã số 10 lên tiếp tục là mã 11.
11 nó được hoành là 23. Tổng cao là 44. Bộ đế của nó sổ là 32. Cái mã 11 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã 11 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 12. Mười hai em đo được hoành là 20. Tổng cao là 96. Bộ đế của nó sổ là 38. Cái mã 12 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã 12 luôn ạ. Rồi em xuống mã 12 lên tiếp tục là mã 13. Mã 13 là một cây một ghế nên dán bay cô chú anh chị. Em đo được hoành là 19. Tổng bay của nó là 54. Bộ đế của nó sổ là 45. Cái mã 13 này em xin giao lưu là 200.000. 200.000 cho một cái một rễ dáng quái rất là đẹp luôn cô chú anh chị. 13 200.000. Rồi em lên tiếp tục là mã 14. Mười bốn nó được hoành là 33. Tổng cao là 79. Bộ đế của nó sổ là 54. Cái mã 14 này em xin giao lưu là 400.000. 400.000 cho mã 14 luôn ạ. À. Bao sóng bao ship tầng quắc mua 5 tặng 1 luôn có chứ anh chị. Rồi em lên tiếp tục là mã 15. Mười lăm đo được hoành là 17. Tổng cao là 58. Bộ đế của nó sổ là 40. Cái mã 15 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 trong pho hoa với Mỹ mã 15 luôn ạ. Rồi em xuống mã 15 lên tiếp tục là mã 16. Mười sáu nó được hoành là 20. Tổng cao là 54. Bộ đế của nó sổ là 42. Cái mã 16 này em xin giao lưu là 170.000. 170.000 cho mã 16 ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 17. Mười bảy nó được hoành là 16. Tổng cao là 50. Bộ đế của nó sổ là 36. Cái mã 17 này em xin giao lưu là 140.000. 140.000 trong vôi thôi với mã 17. Nên tiếp tục là mã 18. 18 đo được hoành là 24. Tổng cao là 54. Bộ đế của nó sổ là 35. Cái mã 18 này em xin giao lưu là 200.000. 200.000 cho một pho hoa với Mỹ mã 18 luôn ạ. Nhà vườn em là bao sóng bao ship toàn quốc mua 5 tặng 1 mà có chứ anh chị. Dạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 19. Mã 19 đo được hoành là 22. Tổng cao là 64. Bộ đế của nó sổ là 38. Cái mã nhiêu anh? 19. Cái mã 19 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho mã 19 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 20. 20 em đo được hoành là 21. Tổng cao là 52. Bộ đế của nó sổ là 36. Cái mã 20 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã 20 luôn ạ.
Rồi em lên tiếp tục là mã 21. Nó được hoành là 17. Tổng cao là 57. Bộ đế của nó sổ là 39. Cái mã 21 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã 21. Em lên tiếp tục là mã 22. Em đo được hoành là 20. Tổng cao là 60. Bộ đế của nó sổ là 40. Cái mã 22 này em xin giao lưu là 170.000. 170.000 cho phôi hoa nhãn Mỹ mã 22 luôn. Rồi em lên tiếp tục là mã 23. Em đo được hoành là 24. Tổng cao là 57. Còn đấy của nó sổ là 38. Cái mã 23 này em xin giao lưu là 230.000. 230.000 cho mã 23 luôn ạ. Rồi em xuống mã 23 lên tiếp tục mã 24. Ui da. Dạ. 24, em đo được hoành là 18. Tổng cao là 48. Đế của nó sổ là 30. Cái mã 24 này em xin giao lưu là 150.000. 150.000 cho một phôi hoa nhãn Mỹ mã 24 luôn. Bao sắm bao ship toàn quốc, mua 5 tặng 1 luôn cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp tục là mã 25. Đo được hoành là 22. Tổng cao là 45. Bộ đế của nó sổ là 40. Cái mã 25 này em xin giao lưu là 180.000. 180.000 trong phôi hoa nhãn Mỹ mã 25 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 26. Cái dáng bay độc lạ cô chú anh chị. Ngọc gửi luôn. Em đo được hoành là 26. Tổng cao của nó là 83. Bộ đế của nó sổ là 56. Cái mã 26 này em xin giao lưu là 200.000. Đợi dân bài cho ta coi. 200.000 cho mã 26 luôn. Cái này nó nằm luôn. Cái này nó nằm luôn cô chú nè. Giống đổ luôn. Cô chú chồng sâu xuống là đổ luôn vậy nè. Sâu xuống là đổ luôn cô chú anh chị. 200.000. Chào quá. Rồi em xuống mã 26 lên tiếp tục mã 27. Em có được hoành là 16. Tổng cao là 48. Ở đây có nó sổ là 30. Cái mã 27 này em xin giao lưu là 130.000. 130.000 cho mã 27 luôn. Rồi em lên tiếp tục là mã 28. Hàng này là em bó bầu chưa kịp nên cô chú anh chị. Hàng đi là em sẽ bó bầu và kết rưỡi luôn. Em đo được hoành là 21. Tổng cao là 55. Bộ đế của nó sổ là 40. Cái mã 28 này em xin giao lưu là 230.000. 230.000 cho mã 28 luôn. Rồi em xuống mã 28 lên tiếp tục mã 29. Rồi được hoành là 23. Tổng cao là 59. Bộ đế của nó sổ là 38. Cái mã 29 này em xin giao lưu là 180.000. Ui dạ. 180.000 cho mã 29 luôn cô chú anh chị. Rồi em xuống mã 29 lên tiếp tục mã 30. Em đo được hoành là 19. Tổng cao là 69. Đó có nó sổ là 48.
Cái mã 30 này em xin Zalo là 230.000. 230.000 cho mã 30 luôn ạ. Giờ em xuống mã 30 lên tiếp tục mã 31. Cây tà nhắn bay cô chú anh chị. Em đo được hoành là 27. Tổng cao là 63. Bộ đế của nó sổ là 50. Cái mã 31 này em xin Zalo là 300.000. 300.000 cho mã 31 luôn ạ. Rồi em xuống mã 31 lên tiếp tục là mã 32. Ba mươi hai em đo được hoành là 20, tổng cao là 64, bộ đế của nó sổ là 44. Cái mã 32 này em xin Zalo là 200.000, 200.000 cho mã 32 luôn ạ. Bao sống bao ship mua 5 tặng 1 của cô chú anh chị. Giờ em lên tiếp tục là mã 33. Ba mươi ba em đo được hoành là 20. Tổng cao là 62. Của đấy nó sổ là 40. Cái mã 33 này em xin Zalo là 200.000. 200.000 cho mã 33. Rồi em lên tiếp tục là mã 34. 34. Nhà vườn em là bao sống bao ship toàn quốc mua 5 tặng 1 của chú anh chị. Em đo được hoành là 15. Tổng cao là 59. Của đấy nó sổ là 42. Cái mã 34 này em xin Zalo là 150.000. 150.000 cho mã 34 luôn ạ. Rồi em xuống mã 34 lên tiếp tục mã 35. Mã 35 đo được hoành là 23. Tổng cao là 63. Bộ đế có sổ là 40. Cái mã 35 này em xin Zalo là 350.000. 350.000 cho một phôi hoa giấy Mỹ mã 35 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 36. Mã 36 đo được hoành là 21. Tổng cao 62. Bộ đế của nó sổ là 46. Cái mã 36 này em xin Zalo là 200.000. 200.000 cho mã 36 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 37. Mã 37 em đo được hoành là 16. Tổng cao là 58. Bộ đế của nó sổ là 36. Cái mã 37 này em xin Zalo là 130.000. 130.000 cho mã 37 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 38. Mã 38 đo được hoành là 15. Tổng cao là 68. Bộ đế của nó sổ là 40. Cái mã 38 này em xin Zalo là 130.000. 130.000 cho mã 38 luôn ạ. Rồi em lên tiếp tục là mã 39. Mã 39 đo được hoành là 18. Tổng cao của nó là 70. Của đấy có sổ là 45. Cái mã 39 này em xin Zalo là 250.000. 250.000. Cây rất là đẹp luôn cô chú anh chị. 250.000 cho mã 39 luôn ạ. Rồi em xuống mã 39 lên tiếp tục mã 40. Dạ. Ui dạ. 40 là một cây dáng bay của chú anh chị. Nó được hoành là 21. Tổng cao là 72. Bộ đế có sổ là 54. Cái mã 40 này em xin Zalo là 250.000.
250.000 cho mã 40 luôn ạ. Rồi mã 40 này là cũng là mã cuối clip của em. Cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ em những clip trước ạ. Rồi em xin hết ạ. Anh cảm ơn nhà vườn Nhân Lê nha. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip tiếp theo nha. Bye bye bà con ạ.